Mây mù lượn lờ trên ngọn núi không gian dập dờn bồng bềnh không thôi. Từng luồng năng lượng thiên địa loang lộ vội ùa ra, chợt ùn ùn kéo mạnh mẽ tiến nhập vào bên trong cơ thể thanh niên đang ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi. Mà đối mặt với quán chú vô cùng vô tận kia, thân thể đó cũng giống như một cái động không đáy, tùy ý để năng lượng quán chú vào, nhưng cũng chưa từng xuất hiện tình huống thỏa mãn. Từ khi dùng hoàng cực đan, Tiêu Viêm đã giữ vững trạng thái ấy gần 3 ngày rồi. Trong 3 ngày này, thân hình như bàn thạch không chút sức mẻ. Trên ngọn núi chỉ có một vòng năng lượng lốc xoáy đang không ngừng xoay tròn tại trên đỉnh đầu, xuất hiện những tiếng gió kêu ô ô. Trong cơ thể Tiêu Viêm, hoàng cực đan với dược lực khổng lồ trải qua lưu ly liên tâm hỏa luyện chế, liền biến thành mênh mênh đấu khí như hồ nước di động tại trong kinh mạch. Hơn nữa trong lúc này, năng lượng thiên địa vẫn liên tục không ngừng tràn vào. Cuối cùng bị dị hỏa luyện hóa thành đấu khí tinh thuần, đại bộ phận đều dung nhập vào trong cơ thể. Bất quá, loại năng lượng thiên địa này mặc dù nhiều, nhưng sau khi trải qua luyện hóa thật mạnh, đấu khí tinh thuần còn thừa lại có thể cung cấp cho Tiêu Viêm hấp thu, nhưng cũng không nhiều lắm, dù sao có chút ít còn hơn không. Giọt nước thành sông, nước chảy đá mòn, qua nhiều tháng tích lũy cũng đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố, mà phần lớn người tu luyện đấu khí tại trong cơ thể cũng được tích lũy, như thế mà thành. Dựa vào đan dược để tăng lên thực lực, dù sao chỉ là đường tắt mà thôi, không thể lạm dụng nó, nếu không, chết không kịp ngáp. Nhưng thực sự phải nói, sử dụng đan dược trực tiếp tăng lên thực lực có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Viêm dùng nó. Lúc ở cấp bậc đấu vương thì hắn vẫn chưa sử dụng đến cái gọi là đấu linh đan. Bởi vậy, cô không gia nhập hàng đông đúc này. Tiêu Viêm ở lần tu luyện này với thời gian hơi lâu một chút. Trong cơ thể dược lực hoàng cực đan này, mỗi ngày trước đã bị luyện hóa hoàn toàn. Nhưng hắn vẫn chưa thôi công ngay lập tức, mà là tiếp tục tu luyện, bởi vì trong lúc mơ hồ hắn có cảm nhận được bằng vào dược lực của hoàng cực đan kia, tự hồ cũng không có thể làm cho hắn tăng lên hai tinh. Hắn là người theo đuổi hoàng mỹ và đây được xem như là một kỳ ngộ. Hắn tự nhiên là phải nắm chắc, làm cho thực lực của chính mình tăng lên tới mức cao nhất. Ôm tâm tính như vậy, lại lần nữa 4 ngày thời gian trôi nhanh qua. Trong vòng 7 ngày này, Tiêu Viêm cơ hồ đem toàn bộ tâm thần quán chú vào việc hấp thu năng lượng thiên địa. Mà hắn cứ vậy, hấp thu liên tục không ngừng, đấu khí di chuyển trong kinh mạch cũng dần dần trở nên mênh mông hùng hồn. Mỗi một lần di chuyển đều vì thân thể mà mang đến lực lượng gần như vô cùng vô tận. Loại cảm giác tràn đầy này làm cho hắn ngửa mặt lên trời xúc động hét lên. Đương nhiên, loại xúc động này cuối cùng dĩ nhiên là bị hắn áp chế lại. Hắn rõ ràng thực sự là muốn rống lên, từng tầng khổ khổ tu luyện sẽ có khả năng thất bại không công. Khái niệm thời gian ở trong trạng thái tu luyện lại không tính là gì. Trên ngọn núi như trước là vẫn là mạnh tĩnh lặng. Ngẫu nhiên lắm chỉ có địa yêu khôi mãnh liệt ngẩng đầu, bàn tay duỗi ra cách không đấm một cái đối với vách núi cách đó một khoảng không xa. Kình lực khủng bố xuyên không mà đi, cuối cùng trực tiếp đem những đầu ma thú tại trong vòng 100 mét oanh kích thành một đống thịt nát. Ngọn sơn phong này cơ hồ trở thành một dãy núi cấm, nếu có ma thú nào đó kiếm ăn cũng đã ngoan hiền rất nhiều. Khi đi ngang qua nơi này thì vội vàng đi vòng xa xa, cứ như vậy Tiêu Viêm tu luyện càng đi vào trạng thái cực kỳ ổn định. Tại Tiêu Viêm tu luyện đến sáng sớm ngày thứ 8, rốt cuộc cũng xuất hiện một tia động tĩnh. Năng lượng lốc xoáy tại trên đỉnh đầu sau khi rung nhẹ nhẹ vài cái liền chậm rãi tiêu tán, mà không gian dao động vây quanh thân thể cũng dần dần trở nên lặng yên. Năng lượng lốc xoáy sau khi biến mất không lâu, mí mắt Tiêu Viêm cũng nhẹ nhàng rung lên, một lát sau chậm rãi mở ra. Còn người đen nhánh mang phong cách cổ xưa cũng không có gì thay đổi. Bình thản giống như là tỉnh ngủ một giấc ngon lành, không có nửa điểm dao động. Trên tay thủ ấn tu luyện nhẹ nhàng tán đi, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, bàn tay mở ra, tâm thần vừa động, đấu khí mênh mông di chuyển trong kinh mạch, nhất thời ầm ầm chồm lên. Cuối cùng giống như là chiến mã mất đi dây cương, thoát ra khỏi kinh mạch, cuối cùng dung nhập tại bên trong thân thể Tiêu Viêm. Theo mênh mông đấu khí dung nhập vào bên trong mỗi một bộ phận thân thể Tiêu Viêm, hai con người đen nhánh kia liền ẩn hiện sắc bén như ánh sao, rồi đột nhiên hiện lên càng lúc càng đậm đặc, mà khí thế của nó lúc này cũng bay vụt thẳng tắp. Liền đột phá cấp 7 tinh, cất bước vào 8 tinh. Tại khí thế sau khi đột phá tới 8 tinh nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đình chỉ mà là đang điên cuồng cước động. Quần áo trên thân thể Tiêu Viêm lúc này cũng vậy, không gió mà bay. Tảng đá cự đại tại bên dưới thân thể liền răng rắc một tiếng, lan tràn ra vài đạo khe nứt rất nhỏ. Mây mù tràn ngập chung quanh giống như bị đôi bàn tay vô hình cự đại xua tán đi. Khí thế bành trướng, mất một lúc sau, rốt cuộc cũng đạt tới là 8 tinh đỉnh phong, một tầng ngăn cách vô hình lặng yên xuất hiện, đem khí thế bành trướng kia đè áp xuống. Trong lúc này cảm giác được có điểm tắc tách, hai tay Tiêu Viêm đột nhiên nắm chặt, hắn vẫn chưa dừng ngay lập tức, mà là mạnh mẽ đứng bật dậy, ngưỡng mặt lên trời, thét một tiếng dài. Tiếng kêu như hạt, nháy mắt xuyên qua tầng mây, tại bên trong dãy núi mãnh liệt dâng trào lên.
thật lâu sau cũng chưa có dấu hiệu ngừng lại. Tiếng kêu cực kỳ lâu, giống như là sổ ra một hơi đến mức tận cùng, mà khuôn mặt Tư Viêm cũng bởi vì điều này mà có chút đỏ lên, gân xanh tại trên khuôn mặt như là con dung động đầy, nhìn qua lại có cảm giác một chút dữ tợn. Phá cho ta! Hai quả đấm nắm chặt, khối đá lớn dưới chân Tư Viêm liền ầm ầm bao nổ. Đá vụn băng ra bốn phía, hét to lên một tiếng cũng là từ trong miệng Tư Viêm truyền ra. Ca! Tại trong tối tăm, tựa hồ một tầng ngăn cách không tồn kia liền vỡ tan. Tư Viêm đình chỉ khí thế bành trướng, lại lần nữa kéo lên, tám tinh vừa mới đột phá cuối cùng đình chỉ tại cửu tinh. Khí thế vừa mới đột phá đến chín tinh đột nhiên ngừng lại, mà Tư Viêm giống như là thoát tục, thân thể mềm nhũn đổ sụp xuống, sắc mặt đỏ lên, không ngừng thở hổn hển. Mà cho dù là tứ chi đều trở nên là mệt mỏi, tại trong hai con người đen nhánh đã hiện lên ý mừng rỡ khó có thể che giấu được. Hắn biết hôm nay hắn dùng hoàng cực đan cho đến là cổ tín niệm kia thì bản thân liền sinh sôi đột phá đến cấp bậc cửu tinh. Nói cách khác, Tư Viêm hiện tại cũng đã là một gã cửu tinh đấu hoàng, cách tầng đấu tông cũng chỉ còn lại một tinh thôi. Tuy nói một tinh này làm cho vô số cường giả buồn bã mà dừng lại, nhưng Tư Viêm đối với bản thân mình có tin tưởng cấp đấu tông này không có khả năng là điểm cuối của hắn. Tiểu tử kia quả không tồi, cương nhiên hiểu được dưới tình huống hỗn loạn này đột phá dựa vào một tia tín niệm trong nội tâm mà thăng cấp. Lão Phu quả thực đã sống nhiều năm rồi mà chưa bao giờ nhìn thấy. Lúc Tư Viêm đang thở dốc, Thiên Hỏa Tôn giả với thanh âm cảm thán kia chậm rãi truyền ra. Dù lão tiên sinh quá khen rồi, chẳng qua trong lòng hơi có chút sợ sệt muốn nhổ ra. Không nghĩ tới lại phá tan tầng trở ngại này. Tư Viêm lau đi mồ hôi trên trán, cười nói sau khi trải qua một trận suy yếu kia, hắn cảm giác được mênh mông đấu khí đang không ngừng từ trong cơ thể trào ra. Các loại cảm giác suy yếu lập tức biến mất. Bất kể như thế nào cũng không dễ dàng. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói. Tư Viêm cười cười từ trên mặt đất đứng dậy, xoay người nhất thời xương cốt cả người vang lên bùm bùm. Một luồng cảm giác thư sướng từ sâu trong cơ thể tràn ngập ra, bắn vọt khắp toàn thân, làm cho Tiêu Viêm nhìn không được rên rỉ một tiếng. Đây là cảm giác cửu tinh đấu hoàng sao? Quả nhiên rất mạnh. Nắm chặt tay, Tiêu Viêm mạnh mẽ đánh ra một quyền, nhất thời không gian trước mặt dập dờn bồng bềnh, một tiếng nổ mạnh sắc bén vang lên, thành hình tại trên nắm tay, cực kỳ uy thế, lực đạo quá mạnh, so với mấy ngày trước đây quả nhiên là mạnh lên không chỉ vài lần. Hít thật sâu một hơi, không khí có chút ẩm ướt, Tiêu Viêm quay đầu lại liếc nhìn Địa Yêu Khôi một cái, không khỏi cười cười, có đồ vật này làm hộ vệ quả nhiên không tồi. Hiện giờ hoàng cực đan cũng đã phục dụng rồi, trước khi rời đi đã giết Trần Vân, chỉ sợ Phong Lôi Các sẽ không từ bỏ ý đồ, lúc này cũng không phải là lúc chống chọi với bọn họ. Tìm thành thị có không gian trùng động, rời khỏi chỗ này, nhanh chóng đột phá, đó mới là chuyện trọng yếu nhất. Suy nghĩ một chút, Tiêu Viêm bàn tay vung lên, đem Địa Yêu Khôi thu vào trong nạp giới, sau đó cốt chợt trong suốt, sau lưng bắn ra, rồi rung lên, cuồng phong chợt nổi, đem mây mù lượn lờ chung quanh núi, thổi tung đi, mà bản thân cũng đã hóa thành một luồng ánh sáng, thoáng hiện ra đã là ra ngoài ngọn núi rồi, sau đó bay vút đi. Tại bên trong dãy núi phi hành khoảng mấy giờ đồng hồ, rốt cuộc rừng rậm cũng dần dần thưa thớt hơn, hình dáng một tòa thành loang loáng hiện ra tại trong tầm mắt Tư Viêm, tại một địa phương cách thành thị cách đó không xa. Tư Viêm thân hình hạ xuống, sau đó nhìn đối cửa thành bước đi, bất quá khi nhìn thấy một ít thân ảnh lưu động trên đường, thoáng chút dừng lại, từ trong nạp giới lấy ra một cái áo choàng đen phủ lên đầu, sau đó mới hướng tòa thành mà đi. Đến gần tòa thành, ánh mắt Tư Viêm nhìn không ít người đang ngồi chồm hộp ở cửa thành, trong mơ hồ có thể nghe thấy tiếng đàm luận cái gì là truy nã. Hơi hơi câu mày, Tư Viêm không để lại chút dấu vết tiêu sái hướng cửa thành đi đến, ánh mắt tập trung tại một chỗ trên tường thành, hai mắt nhất thời ngưng tụ lại. Trên tường thành hiện diện một trang giấy phát ra ánh sáng ngọc, trên đó được vẽ một bức họa, rõ ràng là chân dung của Tư Viêm, ở bên dưới còn có một mai huy chương màu bạc hình tháp. Huy chương này Tư Viêm đã từng nhìn thấy tại trên ngực của Trầm Vân. Rất rõ ràng, mục tiêu của tờ thông báo truy nã này chính là Tư Viêm. Tại trước mặt lệnh truy nã có phần đông là người hiểu chuyện, từng tiếng nghị luận không ngừng truyền ra. Nghe nói cái vị gọi là Trầm Vân trưởng lão Phong Lôi Các Bắc đã bị Tư Viêm tiêu tử kia giết đi. Khó trách Phong Lôi Các Bắc đã phát lệnh truy nã khắp nơi. Không thể nào, người này bất quá chỉ mới có 20 tuổi, mà Trầm Vân chính là cường giả đấu tông. Chuyện tại Thiên Bắc Thành ngày đó ngươi chưa từng nghe nói qua. Tên kia chính là làm cho Thiên Bắc Thành Hồng Gia tương đối là thê thảm. Hiện tại lệnh truy nã này thì có tác dụng cái rắm gì, người cũng không biết đã chạy đi đâu rồi, nó không chừng sớm đã rời đi khỏi Bắc Vực. Phong Lôi Các Bắc không chỉ phát ra lệnh truy nã, hơn nữa hàng gia tại Thiên Bắc Thành cũng đã bị người của Phong Lôi Các bắt cầm cố. Bọn chúng hẳn là đem những người này giam giữ khiến cho Tư Viêm xuất hiện, bất quá Tư Viêm kia cũng không phải là đứa ngốc, biết rõ có ba gã cường giả Phong Lôi Các Bắc, làm sao có thể tự chui đầu vào lưới được cơ chứ. Nghe được một câu nói sau cùng này, Tiêu Viêm thân thể liền chấn động, khuôn mặt trong áo choàng đột nhiên trở nên âm trầm, hai tay nắm chặt phát ra tiếng kéo kẹt.
phong lôi cát. Một đạo âm thanh ẩn chứa sắc ý âm trầm nhẹ nhàng từ khoảng giữa hàm răng Tiêu Viêm tiết ra. Bên trên cánh rừng xanh mênh mông vô bờ, một đạo thân ảnh đứng sừng sững, ánh mắt vọng hướng về chân trời phía bắc, nhíu mày. Người hàng gia bị cường giả phong lôi cát bắt giam lỏng, đây quả thật là chuyện mà Tiêu Viêm không thể dự đoán được. Bất kể nói như thế nào, hàng gia tại Thiên Bắc Thành cũng có phân lượng không nhỏ, mà chuyện của Tiêu Viêm bọn họ cũng chưa từng xen tay vào. Không nghĩ tới mấy tên vương bát đản phong lôi cát bắt kia cư nhiên lại làm ra hành vi ti tiện như vậy. Phong lôi cát bắt giam lỏng hàng gia tứ phía, mục đích không cần nói cũng biết là muốn Tiêu Viêm hiện thân đi cứu. Tiêu Viêm dám khẳng định giờ phút này Thiên Bắc Thành chỉ sợ sớm đã bị người phong lôi cát bắt âm thầm chiếm cứ, chỉ cần hắn vừa ló mặt ra chắc chắn sẽ lâm vào một hồi chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Hiện tại Thiên Bắc Thành đã là một cái bẫy đang đợi Tiêu Viêm nhảy vào. Phong lôi cát bắt không thể che giấu cái bẫy này, hơn nữa muốn che giấu cũng không được, ngay cả ngày người bình thường cũng có thể biết được điểm này. Tiêu Viêm càng không có khả năng đoán không ra. Thật sự nếu con mồi là hạng người tâm lạnh máu lạnh thì sẽ không chút nào để ý tới loại hành động này, vì vậy mà cái gọi là giăng bẫy tự nhiên cũng không còn tác dụng. Nhưng không thể không nói, Tiêu Viêm cũng không phải là hạng người lạnh huyết vô tình. Đối với địch nhân, hắn có lẽ hạ thủ không đương tay chút nào, nhưng đối với thường nhân hoặc là người quen biết, hắn lại là cực kỳ hòa đồng. Cũng chính vì tính cách như vậy làm cho cường giả bên cạnh hắn, Hải Bà Đồng như thế, Thiệu Y Tiên như thế, Mỹ Đỗ Toa cũng như thế, thậm chí ngay cả Thiên Hỏa Tôn giả cũng đều cùng nhau có chung một loại cảm thụ. Một sự đối đãi bằng hữu từ con người lạnh huyết mà người chân tâm cũng khó bằng được. Đây cũng là điểm mị lực trong nhân cách của Tiêu Viêm. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Viêm khẽ thở dài, phong lôi cát bắt thật đúng là làm người ta chán ghét, các ngươi tự nhiên ép ta phải đi ra, vậy thì như các ngươi mong muốn đi. Tiểu tử kia tính toán đi Thiên Bắc Thành sao? Nơi đó hiện nhất định có nhiều cường giả thật mạnh tụ tập nha. Một đạo tiếng cười già nua vang lên từ trong lòng Tiêu Viêm. Đại trưởng phu, có việc nên làm, có việc không nên làm, việc này do ta trước tiên nên theo tính ta khó có thể làm được việc khoanh tay đứng nhìn á. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, ha ha, lời này thật ra nói không sai, lão phu cuộc đời này ghét nhất hạng người khi bị bằng hữu liên lụy, cuối cùng cục đôi sợ hãi. Tiểu tử nhà ngươi mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng mà thực hợp khẩu vị lão phu, nếu không phải ngươi nói ngươi đã có lão sư, hắn lựa chọn đệ tử thật là không sai. Thiên Hỏa Tôn giả sang sảng cười nói, Diệu lão tiên sinh quá khen. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng cười cười, bả vai chấn động, một đôi cốt dược trong suốt từ từ duỗi ra cười nói, một khi đã như vậy chúng ta đi. Yên tâm, có lão phu tại đây, chỉ cần không gặp phải đấu tông đỉnh phong cường giả thì có thể bảo vệ người vô sự. Thiên Hỏa Tôn giả cười to nói, một khi đã như vậy, vậy ra tại Diệu lão tiên sinh trước. Tiêu Viêm cũng cười to một tiếng, ngẩng đầu nhìn mảnh rừng rậm xanh tốt như liên miên vô tận kia, trong lòng không khỏi nảy ra một luồng hào khí, ngẩng mặt lên trời xanh hú dài to như tiếng hạc kêu trong suốt quanh quẩn trên bệ rừng cây không ngớt. Xem như người phong lôi cát bắt đem Thiên Bắc Thành hóa thành long đàm hổ huyệt, ta Tiêu Viêm vẫn không sợ. Tiên kêu từ từ hạ xuống, cốt dược sau lưng Tiêu Viêm vung lên. Thân hình nhất thời hóa thành một tia lưu quang, thoáng đi về phía chân trời bắc phương. Đã nhiều ngày trôi qua, tại Thiên Bắc Thành bầu không khí nhìn qua hơi có chút quái dị, bởi vì ai cũng biết không ít cường giả phong lôi cát bắt đều phụng mệnh tới trong thành, làm cho phần đông thế lực trong thành trở nên khẩn trương. Vì với thực lực của phong lôi cát bắt, nếu muốn đuổi bọn họ đi, bọn họ căn bản không có nửa điểm tư cách phản kháng. Bất quá, may mắn là lo lắng của bọn hắn vẫn chưa xảy ra, cường giả phong lôi cát bắt cường giả vẫn chưa làm gì đối với các thế lực khác trong thành, nhưng bỗng nhiên trong thời gian một ngày nhanh chóng đem tất cả hàng gia phong tỏa, cả một gia tộc không ai được ra ngoài, trực tiếp bị nhốt trong vòng trang viện gia tộc. Hàng gia tuy nói là có một thế lực không kém tại Thiên Bắc Thành, nhưng đối với phong lôi cát bắt mà nói thì chưa có bao nhiêu lực uy hiếp. Tuy nói hàng gia đại trưởng lão Hoàng Phi ngày đó dưới sự phẫn nộ chiến một phen cùng phong lôi cát cường giả, nhưng mà khi ba vị trưởng lão phong lôi cát bắt đồng ra tay thì cho dù là trong lòng cực kỳ oán thán hàng lão cũng chỉ có thể dừng tay. Thực lực của hắn nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ được một danh trưởng lão, nếu ba người cùng lên hắn chắc chắn sẽ bại. Bất quá sự chống đỡ của Hàng Phi cũng không phải không có hiệu quả, những phong lôi cát bắt cường giả kia cũng chỉ phong tỏa sự ra vào của bọn họ, cũng tịnh, không xông vào trang viên, vì vậy làm cho bọn họ thoáng dễ chịu một ít đối với mục đích cử động của phong lôi cát bắt như vậy. Người hàng gia cũng đã phi thường rõ ràng là do bọn chúng muốn đương theo việc này, bước ra Tiêu Viêm không biết đã trốn đi đâu. Tuy nhiên, ngoại trừ rất ít người ở ngoài, phần lớn người hàng gia đều cũng không cho là Tiêu Viêm sẽ thực sự xuất hiện. Giờ phút này, Thiên Bắc Thành không chỉ có một ít đệ tử tinh anh phong lôi cát bắt, chính yếu là vẫn có phong lôi điện ba vị trưởng lão. Thực lực của ba người này, mỗi một cá nhân so với Trầm Vân đều cường đại hơn một chút. Khi ba người liên thủ, trừ phi là một ít đấu tông cấp bậc lão yêu quái, nếu không thì có rất ít người có thể đánh một trận. Mặc dù Tiêu Viêm có thực lực khủng bố đánh chết Trầm Vân, nhưng mà chỉ sợ cũng khó có thể chống lại ba vị trưởng lão thanh danh hiện khách của phong lôi cát bắc.
Đương nhiên, không chỉ có người của Hàn gia, toàn bộ Thiên Bắc Thành, thậm chí nghe được ít tin tức của những thành thị khác đều là suy đoán xem Tiêu Viêm sẽ đến hay không. Đa số đều nghĩ rằng Tiêu Viêm không đến, dù sao bọn hắn xem ra rằng chỉ cần không phải người không còn tỉnh táo, có lẽ không có nhiều người có đủ đảm lượng đến xông vào trong Long Đàm Hổ Huyệt. Mặc dù vị thanh niên kia có tên gọi là Tiêu Viêm, tại ban ngày trên Thiên Thạch Đài đã làm cho bọn họ rung động thật lớn. Vô số suy đoán được sinh ra, 7 ngày thời gian cũng nhanh chóng vượt qua, Thiên Bắc Thành vẫn chìm trong im lặng. Đại chiến trong tưởng tượng mọi người vẫn chưa bắt đầu, không ít người bị thất vọng, xem ra Tiêu Viêm quả thật là không dám tới rồi. Có đôi khi con người là loài sinh vật vô cùng kỳ quặc. Lúc trước bọn họ cho rằng nếu Tiêu Viêm trong lòng buồn bực xông vào bẫy thì cũng chỉ là một loại hành động hơi ngu xuẩn. Nhưng hiện giờ xuất hiện nhiều yếu tố xác định, Tiêu Viêm không xuất hiện kịp thời thì là nhịn không được mà thất vọng. Thậm chí âm thầm khinh thường ở trong lòng đem một đội danh bỏ bạn trong lúc nguy nan đặt lại trên đầu Tiêu Viêm. Tại một chỗ ưu tĩnh trong tiểu viện Hàn gia, một đạo nhân ảnh xinh đẹp tuyệt vời đang ngồi trên ghế đá, đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua hơi có chút thất thần. Hiện giờ Hàn Tuyết so với trước kia gầy đi không ít, tuy vẫn còn chút lạnh ý như cũ nhưng nhìn kỹ có thêm vài phần điềm đạm đáng yêu, động lòng người. Mỹ quan ngóng nhìn chỉ trong chốc lát, Hàn Tuyết rốt cuộc nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tuyết Nhi, ngươi mỗi ngày lại chạy tới ngồi ở nơi này. Trong lúc Hàn Tuyết thở dài, một tiếng nói dịu dàng như không biết làm sao cho phải vang lên từ phía sau. Hàn Tuyết quay đầu lại nhìn thì nhận ra là Hàn Nguyệt. Nụ nụ cười làm khuôn mặt hơi hơi đỏ hồng, Hàn Tuyết nhìn Hàn Nguyệt đang quan tâm mình, ngọc thủ nắm chặt, đột nhiên nói: "Tỷ tỷ, người nói hắn sẽ đến sao?" Nghe vậy, Hàn Nguyệt giật mình, đã qua 7 ngày mà vẫn không có một chút tin tức của Tiêu Viêm. Theo nhận xét của nàng đối với Tiêu Viêm thì hắn cũng không phải là cái loại người vô tình vô nghĩa, nhưng trải qua nhiều ngày chờ đợi cũng khiến cho sự tin tưởng trong nội tâm nàng dao động rất nhiều. "Ta cũng không biết." Chần chờ một lát, Hàn Nguyệt rốt cuộc thốt lên: "Ta lại hy vọng hắn đừng tới, vì Phong Lôi Các Bắc ba lão gia hỏa này làm cho ngay cả Thái Gia Gia cũng cực kỳ kiên kỵ. Tuy nói rằng Tiêu Viêm cũng rất mạnh nhưng mà sợ vẫn không phải là đối thủ của ba cái lão gia hỏa kia." Hàn Tuyết khẽ động lông mi thon dài nhẹ giọng nói: "Nếu thực sự hắn không đến, ngươi sẽ không thất vọng và cảm thấy mình nhìn lầm người sao?" Hàn Nguyệt chớp đôi mắt sáng nói khẽ. Hàn Tuyết hơi cau mày, vấn đề này làm cho nàng cảm thấy buồn rầu. Qua một lát sau, nàng nhẹ gật đầu nói: "Cũng hơi có chút thất vọng, nhưng mà ta hy vọng không muốn hắn đến." "Nhà đầu ngốc." Hàn Nguyệt lắc lắc đầu, sờ sờ mái tóc đen dài của Hàn Tuyết an ủi: "Yên tâm đi, vương tử trong suy nghĩ của ngươi sẽ dùng bộ xương cốt cánh xinh đẹp bay vào Thiên Bắc Thành, đem toàn bộ những tên hỗn đản Phong Lôi Các Bắc này đánh cho ra, cho tè ra quần." Nghe vậy, Hàn Tuyết bật cười khúc khích, vươn cánh tay ngọc vòng ở cái eo nhỏ nhắn, đầu tựa vào trên vai thơm của Hàn Nguyệt, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một chút sương mù, dùng thanh âm chỉ có thể tự mình nghe thấy thấp giọng lẩm bẩm nói: "Ngàn vạn lần không nên đến á." Thanh âm thì thào của Hàn Tuyết vừa mới thốt xong, một đạo sấm sét vang lên, đột nhiên không gian trên Thiên Bắc Thành trào dâng, làm cho cả một tòa thành thị đều cảm nhận được một luồng khí thế cuồn cuộn không thể che giấu, như là truy tinh cả nguyệt từ ngoài Thiên Bắc Thành dữ dội lướt đến. Cổ khí thế này vừa mới xuất hiện, toàn bộ Thiên Bắc Thành xôn xao lên, mọi người mắt chữ O, mồm chữ A nhìn phương hướng truyền đến khí thế, nơi đó một luồng ánh sáng như là chớp phá trường không đến. "Tiêu Viêm, hắn cư nhiên thật sự đến đây. Tiểu tử này thật là có gan giả sáng suốt, ha ha, xem ra lão tử lần này đổ thắng." Từng đạo ánh mắt nóng rực nhìn về phía chân trời ngoài Thiên Bắc Thành. Thiên Bắc Thành an tĩnh qua mấy ngày trong nháy mắt tự như đang sống lại, hôm nay Thiên Bắc Thành sẽ không còn tiếp tục an tĩnh. Trên đỉnh ba cây đại thụ vây quanh Hàn gia trang viên, ba lão giả cơ hồ tại thời điểm cổ khí thế kia xuất hiện, mở hai mắt ra, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xa xa, trên khuôn mặt già nua hiện lên một chút lạnh tiếu. Lưu quang phá không mà đến, nhanh như lưu tinh trong chớp mắt đã hiện ra trên bầu trời của Thiên Bắc Thành, rồi hóa thành một thân ảnh hơi gầy. Vù! Ngay khi thân ảnh này vừa xuất hiện thì bầu trời Thiên Bắc Thành cũng ảm đạm đi rất nhiều, mây đen bao phủ xuống. Mưa trở nên to đi, rồi hóa thành một thế giới nước bao trùm cả thành thị ở dưới. Mưa to rơi xuống những tòa nhà ở phía dưới tạo ra những tiếng vang thanh thúy, nhất thời cả tòa nhà truyền ra tiếng tích tách không dứt. Nhưng mặc dù mưa to thì vẫn có nhiều người không vào nhà mà đang đứng ở dưới mưa, ánh mắt hơi có chút mong chờ nhìn lên thân ảnh ở trên bầu trời. Rất nhiều người không ngờ rằng người trẻ tuổi Tiêu Viêm này đã biết rõ Thiên Bắc Thành là đầm rồng ham hổ mà vẫn còn dám hiện thân. Giờ khắc này không ít người trong đầu có chút kính nể hắn, không nói đến những cái khác, chỉ riêng phần gan dạ của tiểu tử này cũng đã đủ cho người khác phải giơ ngón tay cái lên. Vèo vèo, trong màn mưa bao phủ cả thiên địa, bỗng nhiên có âm thanh xé gió vang lên, rồi có mười mấy thân ảnh có hơi thở hùng hồn xuất hiện trên các tòa nhà, ánh mắt lạnh như băng nhìn bóng người trên bầu trời, rồi một tiếng quát trầm thấp phát ra: "Người tới là ai?" "Tiêu Viêm."
Trên bầu trời, người thanh niên này đứng chắp tay lại, những giọt mưa vừa rơi xuống cách hắn một trượng thì liền hóa thành hư vô. Nhìn từ xa thì lại giống như là một cái lồng bao phủ vô hình vậy. Đồng thời âm thanh bình tĩnh cũng từ trên trời cao vọng xuống. Phùng Mạnh trưởng lão, giết Tiêu Viêm, động thủ đi! Nghe thấy lời này, ánh mắt của một tên nam tử dẫn đầu mặc quần áo màu xanh lạnh lại quát lên. Vâng! Giọng nói vừa phát ra thì ở các thân ảnh ở trên tòa nhà cao rung tay lên. Hơn 10 thanh trường thương màu bạc liền xuất hiện ra, thân thương vừa chấn động thì liền xuyên qua màn mưa, sắc bén vô cùng, bắn thẳng đến Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy vậy cũng chỉ cười lạnh một cái, hai tay giao nhau, một ngọn lửa màu xanh mênh mông đột nhiên bùng phát ra, nóng vô cùng. Trực tiếp làm nước mưa trong phòng hơn 10 trượng bốc hơi đi, 10 ngón tay búng ra, ngọn lửa xanh biếc lập tức mở ra, hóa thành các luồng lửa như các con hỏa xà, ung phát ra. Lưu ly liên tâm hỏa biến thành hỏa xà cực kỳ mau lẹ, trong chớp mắt đã xuất hiện trước các cường giả của Phong Lôi Các. Bỗng nhiên, trước mặt trở nên nóng vô cùng, liền làm cho đám người này chấn động không thôi. Còn chưa kịp phản ứng thì hỏa xà đã nhanh như một tia chớp, đuôi lửa vung lên, mạnh mẽ đánh vào lồng ngực của mọi người. Lập tức có nhiều tiếng kêu rên vang lên cả bầu trời, rồi ở dưới đất xuất hiện thêm vài thân ảnh rơi xuống ôm ngực rên rỉ không ngừng. Nhìn thấy Tiêu Viêm chỉ tùy tay thôi mà đã đánh lui hơn 10 tên cường giả đấu vương trong Thiên Bắc Thành cũng không khỏi vang lên những tiếng kêu than sợ hãi. Thủ pháp thông dung như vậy, cho dù là một ít các cường giả đấu hoàng cũng không có được á. Tiêu Viêm này chỉ mới mấy ngày thôi mà dường như đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Phong Lôi Các cũng không có gì ngoài mấy tên râu ria này sao? Ba vị trưởng lão, nếu như muốn bắt Tiêu Viêm ta thì nên tự động thủ đi. Tùy tay đánh tan hơn 10 tên cường giả Phong Lôi Các, ánh mắt sắc bén của Tiêu Viêm đột nhiên nhìn về chỗ của Hàn Gia, giọng nói lạnh quát lên, cho dù là ở nơi trong cơn mưa to nhưng mà vẫn cuồn cuộn vang lên khắp Thiên Bắc Thành. Từ sau khi ba người lão phu trở thành trưởng lão của Bắc Các, ngươi là tên hậu bối đầu tiên làm cho cả ba người chúng ta cùng nhau ra tay. Một âm thanh nhàn nhạt như dường như còn ẩn chứa một chút sấm sét chậm rãi vang lên, rồi bầu trời đột nhiên bị một bàn tay vô hình xé rách ra. Ba lão giả từ trong hư không chậm rãi bước ra. Nhìn ba tên lão giả đạp không bước ra, đồng tử của Tiêu Viêm hơi co rút lại. Hơi thở của ba người này còn mạnh hơn tên Trầm Vân một chút. Nếu nhớ không sai thì chắc là ở Ngũ Tinh Đấu Tông, thậm chí tên lão giả Trường Mi màu bạc kia có hơi thở hùng hồn vô cùng, hình như đã đạt đến Ngũ Tinh Đấu Tông đỉnh phong rồi. Vừa ra tay đã ra ba tên Ngũ Tinh Đấu Tông, nhưng đây cũng mới là lực lượng của Bắc Cát. Nếu như mà các tứ cát đều tập trung lại thì lực lượng còn mạnh đến cỡ nào? Phong Lôi Cát có thể trở thành một trong những thế lực của Trung Châu, quả nhiên là không chỉ có hư danh. Ba vị chắc hẳn là ba trưởng lão Phong Lôi Điện đi. Phong Lôi Cát đúng là để ý tại hạ thật đấy. Tiêu Viêm chậm rãi nói, có thể đánh Trầm Vân chết thì bản thân cũng không phải là người bình thường. Việc mà ba người lão phu tính tới tuyệt không quá mức. Lập tức vị lão giả Trường Mi màu bạc kia thản nhiên nói, lời nói này còn có chút tiếng sấm phát ra giống như là trời xanh vậy, làm cho người ta có áp lực vô cùng. Đó là hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách ai. Tiêu Viêm thản nhiên nói, trên người ngươi có Tam Thiên Lôi Động, lại có giết trưởng lão của Phong Lôi Các Bắc của chúng ta, tội này không thể thoát được. Niệm tình ngươi là tiểu bối, nếu như mà cùng theo chúng ta về Phong Lôi Bắc Cát thì các chủ từ bi còn tha cho một mạng. Lão giả có hình thiểm điện trên quần áo phát lạnh nói, nếu như thật sự đi tới thì mới là không còn đường sống. Tiêu Viêm cười nói, tốn nước miếng cùng tiểu tử này làm gì, trước bắt nói sau. Các chủ đã nói nếu như giết chết người của Phong Lôi Cát thì phải trả giá thật đắt, đem bắt lấy phế bỏ đấu khí rồi nhốt ở Bắc Lôi Tháp để cho người ngoài biết, nếu động vào người của Phong Lôi Các chúng ta thì phải chịu hậu quả gì. Một lão giả mặc áo bào xanh hiện lên chút hiểm độc trong mắt, trầm giọng nói. Nghe thấy mấy lời ngoan độc của mấy tên gia hỏa này, khuôn mặt của Tiêu Viêm cũng dần trở nên băng lạnh. Phế bỏ đấu khí, vĩnh viễn nhốt lại. Hai loại trừng phạt này đều rất khủng bố. Bàn tay vung lên, địa yêu khôi liền xuất hiện, ánh mắt vô thần đứng ở bên cạnh Tiêu Viêm. Hàn quang ầm ầm nhìn tên lão giả mặc áo bào xanh, cười lạnh nói, muốn phế bỏ đấu khí của ta, phải xem người có tư cách này không đã. Địa yêu khôi vừa xuất hiện thì sắc mặt của ba tên trưởng lão Phong Lôi Các đều có chút biến đổi. Tên lão giả Trường Mi dò xét cẩn thận, khẽ gật đầu nói, quả nhiên là một khôi lỗi cấp bậc đấu tông, bảo bối như thế này cho dù là Phong Lôi Các của ta cũng không có. Không ngờ ngươi còn có cơ duyên như vậy, nhưng mà cái này cũng chưa đủ để bảo vệ tính mạng cho ngươi. Nó không đủ, vậy thì cái này đã đủ chưa? Bàn tay của Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt lên cái giới chỉ màu trắng sắc chậm rãi nói. Giọng nói vừa phát ra, một cỗ lực lượng linh hồn vô cùng bàng bạc lại lần nữa như thủy triều lưới theo cánh tay.
Điên cuồng tràn ra trong thân thể của Tiêu Viêm. Ngay khi cổ lực lượng linh hồn đó tràn vào thì khí thế của Tiêu Viêm tại giờ phút này trước mắt mọi người kinh hãi, điên cuồng đứng lên. Khí thế bàng bạc này quét ngang chân trời, thậm chí ngay cả cơn mưa to tầm tã kia cũng vì khí thế này mà đình trệ lại. Mà ngay cả đồng tử đen nhánh của Tiêu Viêm hóa thành ánh màu bạc, lạnh lùng thì khí thế đó mới ngừng trệ lại. Như vậy đã đủ chưa? Hai mắt màu bạc của Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào ba tên lão giả của Phong Lôi Các, thanh âm tuy bình tĩnh nhưng mà lại vang sâu trong linh hồn của con người. Đúng như Hồng Thiên Khiếu nói, người có thể làm cho thực lực của mình tăng vọt lên. Cổ khí thế này đang ở thất tinh đấu tông đỉnh phong, cũng gần bát tinh rồi. Hơn nữa cổ lực lượng này lại là một linh hồn vô cùng thuần túy. Nói như vậy thì trên người của ngươi hẳn là cũng có cổ linh hồn vô cùng cường đại. Bằng không chỉ dựa vào ngươi thì cũng không thể đạt đến mức độ này. Lão giả Trường Mi chăm chú nhìn Tiêu Viêm, âm thanh trầm thấp nói. Đôi mắt của Tiêu Viêm hiếp lại, nhãn lực của lão gia hỏa này quá rất độc, liếc mắt một cái đã nhìn thấu được nơi lực lượng phát ra, so với tên Trầm Vân thì còn hơn nhiều. Thực lực như vậy đúng là rất mạnh, khó trách ngươi lại có thể giết được Trầm Vân, nhưng mà hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, ngươi sẽ không thể nào rời khỏi Thiên Bắc Thành được. Lão giả Trường Mi thản nhiên nói. Hồng Thiên Khiếu, khôi lỗi giao cho ngươi, ha ha. Lôi trưởng lão yên tâm, từ lúc này cho tới khi mà đại chiến kết thúc thì khôi lỗi này sẽ không nhúng tay vào trận chiến của các ngươi. Một thân ảnh từ xa thoáng hiện tới, cuối cùng huyền phù ở ngay trên bầu trời, đúng là Hồng Thiên Kiếu. Thấy thế Tiêu Viêm nhíu mày, lão gia hỏa này. Ngay khi Hồng Thiên Kiếu vừa xuất hiện thì trong hàng gia cũng xuất hiện một bóng ảnh. Nhưng mà ngay khi bóng ảnh vừa xuất hiện thì mặt của lão giả Trường Mi cũng lạnh lại. Hàng Phi, nếu như ngươi dám can thiệp vào trận chiến này thì ta cam đoan hàng gia của ngươi sẽ bị hủy. Nghe được tiếng quát đầy sát khí này thì thân ảnh kia cũng dừng lại, hai nắm đấm của Hàng Phi nắm chặt lại, hơi dãy dụa một chút. Hàng lão tiên sinh, đây là chuyện của ta, cùng Phong Nơi Cát, ngươi không cần nhúng tay vào. Ngay lúc này Tiêu Viêm nhàn nhạt cười nói, Tiêu Viêm huynh đệ, hàng gia rất may mắn khi có được người bạn hữu như ngươi. Hàng Phi hít sâu một hơi, thấy Tiêu Viêm trịnh trọng thi lễ, sau đó ánh mắt dữ tợn quét đến ba tên trưởng lão Phong Nơi Cát, sau đó quay về hàng gia. Bắt đầu đường Phong Lôi Các nghe lệnh, kết thành Cửu Thiên Lôi ngục trận. Đại lôi Hàng Phi, sắc mặt của lão giả Trường Mi cũng dần trở nên là lạnh như băng, quát lạnh một tiếng, vang vọng toàn thành. Tuân mệnh! Tiếng quát vừa rơi xuống thì khắp các phương hướng của Thiên Bắc Thành nhất thời truyền đến từng tiếng động cung kính, rồi từng quanh ảnh, lôi điện tạo thành hình bát giác, vây phủ lấy khu vực của Tiêu Viêm. Lôi quang lóe ra, trong giây lát hiện hóa thành là một đạo kinh lôi dữ dội từ dưới chân trời xông mạnh vào bầu trời đen. Nháy mắt sau đã mang theo vô số lôi kình từ trên trời đánh xuống, giống như là lao tù vậy, vây kín không gian trăm trượng quanh Tiêu Viêm. Mặc kệ ngươi có lai lịch gì, thúc thủ chịu trói là lựa chọn duy nhất của ngươi. Một cổ điện quang từ trong thân thể của lão giả Trường Mi bùng phát ra, rồi hóa thành một lôi điện khổng lồ nhảy vào trong lưới điện kia. Nhất thời lôi quang chung quanh cũng nồng đậm hơn vô số lần, ngoại trừ như vậy thì chỉ có chết. Âm thanh quát lạnh như lôi đình giáng xuống, tràn đầy sát khí làm cho lòng người phải run rẩy. Nhìn lôi đình từ trên trơn trời chiếu xuống kia, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng cao đầu, nhìn bầu trời dần dần bị nhuộm đẫm thành những mây đen màu bạc thật dày, trong đó còn đang ngưng tụ một luồng năng lượng cực kỳ đáng sợ. Xem ra vì muốn bắt hắn mà Phong Lôi Các đã đưa ra tiền vốn rất lớn, đại trận cỡ này mà cũng được đưa ra. Lấy hàng gia để ép buộc ngươi phải đi ra đúng là không phải là tác phong của Phong Lôi Các ta. Chuyện hôm nay có lẽ sẽ có người lời ra tiếng vào, nhưng đây cũng là lần cuối cùng. Nhưng người, chúng ta là phải bắt, tam thiên lôi động không cho phép xuất hiện ở người ngoài. Hôm nay, cho dù là ai thắng ai thua thì việc này cũng không còn căn hệ gì đến hàng gia nữa. Mắt của lão giả Trường Mi chăm chú nhìn Tiêu Viêm, âm thanh như là sấm phát ra, vang vọng cả bầu trời Thiên Bắc Thành. Mấy ngày nay vì giam giữ hàng gia mà bọn họ đã bị áp lực không nhỏ. Này hiện ra nói những lời này coi như là cung cấp cho một cái công đạo cho mọi người ở Thiên Bắc Thành cũng như hàng gia. Đương nhiên, mục đích chủ yếu cũng chỉ là vãn hồi một số lời phản đối mấy ngày nay. Dù sao, Phong Lôi Các Bắc cũng chỉ là một trong Phong Lôi Các. Nếu như bởi vậy mà thanh danh của Phong Lôi Các bị ảnh hưởng thì bọn họ cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn ba người, hai trong mắt màu bạc không nổi ra hỉ nộ gì. Nói, đồng thủ đi, cái chuyện ngu xuẩn thúc thủ chịu trói Tiêu Viêm ta còn không làm được, muốn bắt ta phải đưa bản lĩnh ra. Tiếng nói vừa dứt, ngón tay của Tiêu Viêm hướng vào ba người trưởng lão Trường Mi, mà trong mắt trống không của địa yêu khôi bên cạnh cũng hiện lên một chút ánh sao. Bàn chân đạp mạnh trong hư không rồi hóa thành một luồng sáng màu trắng dữ dội lướt đến.
Tiểu Viêm, đối thủ của ngươi là ba người lôi trưởng lão, còn cái đồ khôi lỗi này để cho lão phu. Điều khôi vừa lướt tới thì cái màn lưới sấm kia mở ra một khe hở rồi Hồng Thiếu Khiên cười lớn hiện ra. Chặn đứng điều khôi lại, giết hắn đi. Trong mắt màu bạc của Tiêu Viêm khẽ đảo qua Hồng Thiên Kiếu, bình thản nói. Thanh âm vừa phát ra thì trên thân thể của địa yêu khôi đột nhiên bộc phát ra một luồng ngân quang, quyền phong cũng trở nên cực kỳ sắc bén, mỗi một quyền đều mang theo âm thanh trầm thấp nổ vang, hùng hăng đánh tới Hồng Thiên Kiếu. Nhìn thấy địa yêu khôi đột nhiên phát uy, Hồng Thiên Kiếu cũng không dám chậm trễ chút nào. Hắn hiểu rõ thực lực cực kỳ khủng bố của cái khôi lỗi này, nếu như mà sơ sẩy một chút thì chết đi cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng mà may mắn nhiệm vụ của hắn cũng chỉ là cầm chân nó chứ không phải đánh bại nó. Đấu khí màu đỏ hồng giống như là một ngọn lửa từ trong cơ thể của Hồng Thiên Khiếu phát ra, rút ra đại đao dài 2 trượng mạnh mẽ vung lên, cuối cùng va chạm một cái mãnh liệt với địa yêu khôi, một hồi đại kịch chiến nhất thời bùng nổ lên. Nhìn thấy Hồng Thiên Khiếu thành công chặn địa yêu khôi lại một cách chắc chắn, lôi quang trên người lão giả Trường Mi cũng càng ngày càng đậm hơn, nhìn hắn chằm chằm Tiêu Viêm, trầm giọng nói. Cửu Thiên Lôi Ngục trận này là đại trận của Phong Lôi Các Bắc, chính là từ 23 vị đấu hoàng cho đến 46 người đấu vương kết trận, lấy ba người chúng ta làm trung tâm, nếu như người hôm nay có thể phá vỡ nó thì thanh danh của Tiêu Viêm của ngươi cũng có thể là danh chấn Bắc Vực Trung Châu. Sắc mặt của Tiêu Viêm vẫn chưa vì vậy mà có chút dao động nào, chậm rãi đưa bàn tay lên, hơi thở xoay tròn một chút, linh hồn khổng lồ nhanh chóng xoáy tụ lại, tạo thành một cái pháo khổng lồ, chợt thình thịch, rồi một tiếng nổ vang lên. Ở nơi ven đường, ngay cả không gian hư vô cũng đã xuất hiện một cái thông đạo vặn vẹo. Nhìn thấy công kịch dạng này của Tiêu Viêm, lão giả Trường Mi cũng không dám có chút chậm trễ, thủ ấn biến đổi. Lôi vân ở trên bầu trời quay cuồng, chợt có một tiếng vang thật lớn phát ra, rồi một cái lôi đình khổng lồ như là một con rồng đang rống giận giáng xuống, rồi mạnh mẽ nện lên trên cái pháo đài do linh hồn xoáy tụ lấy lại. Hai luồng công kích mạnh mẽ va chạm vào nhau, chậm rãi mai một. Các luồng khí lưu khuếch tán ra khắp nơi, nhưng mà khi đến bên thân của Tiêu Viêm và lão giả Trường Mi khoảng hơn là 10 trượng thì đột nhiên tiêu tán biến mất. Ánh mắt của Tiêu Viêm chậm rãi nhìn qua ba người lão giả Trường Mi, trên đỉnh đầu hiện tại của bọn hắn có một đạo quang trụ đang bắn thẳng vào trong lôi vân. Mặt khác trong ba người này, người công kích cũng chỉ có vị lão giả Trường Mi kia, còn hai người còn lại dường như là đang đem tất cả các đấu khí trong cơ thể quán chú vào trong lôi vân. Đại trận này quả nhiên là có chút huyền diệu. Thiên lôi thuật, sắc mặt của lão giả Trường Mi lạnh lại, thủ ấn cấp tốc thay đổi, mà lôi vân ở trên bầu trời cũng là cuồn cuộn xoáy mạnh, rồi sau đó ngón tay của hắn chỉ vào hướng của Tiêu Viêm, vèo vèo. Lôi vân cuồn cuộn rồi vô số lôi đình thật lớn như là cự mãng trào ra, cuối cùng ùn đến chỗ Tiêu Viêm, khí thế lớn như vậy làm cho người ta phải rung như cầy sấy. Bàn chân của Tiêu Viêm khẽ dậm. Ngọn lửa xanh biếc từ trong cơ thể tuôn ra, dường như là tràn ngập khắp trong không gian hơn 10 trượng. Ngọn lửa hừng hực bốc lên, trực tiếp hóa thành một con hỏa lan thật lớn. Miệng của con hỏa lan này há thật lớn, một luồng hấp lực vô cùng đáng sợ tuôn ra, mà mấy cái lôi đình đang tiến lên kia đều bị nuốt vào. Ngay khi lôi đình bị con hỏa lan đó cắn nuốt, thì bên trong cơ thể của con hỏa lan đó truyền đến từng tiếng sấm vang rền. Thân hình cũng nhỏ đi không ít, nhưng mà cũng đã đem mấy cái lôi đình kia hóa giải đi. Đi! Ngón tay của Tiêu Viêm cong lại búng ra, con mắt của con hỏa lan nhất thời trở nên hung ác, bốn chân di chuyển rồi trực tiếp kéo qua bầu trời đánh tới đám người bên kia. Hỏa lan đánh tới làm cho sắc mặt của ba người trưởng lão Trường Mi hơi đổi, sắc mặt ngưng trọng nói, dị hỏa, thiên lôi, dừng. Một tiếng quát chói tai vang phát ra rồi một đạo ngân mang như ánh sáng ngọc hiện ra ngay tại trong thiên địa. Hỏa lan đã đánh tới bỗng có chút dừng lại rồi một lát sau mờ mờ ảo ảo. Phù một tiếng rồi biến thành hư ảo. Mới chỉ vài khắc ngắn ngủi thôi nhưng song phương công thủ đều có cả, nhìn như bình tĩnh nhưng lại cực kỳ hung hiểm, bất luận là thế đánh của lôi hay là công của hỏa. Chỉ cần đánh trúng thì kết cục sẽ không tốt chút nào, loại chiến đấy cực kỳ kịch liệt cho dù là một vài cường giả đấu tông cũng sẽ không dám tiến vào. Tiêu Viêm, đừng kéo dài với bọn hắn có đại trận duy trì có thể không ngừng liên tục thi triển lôi công đánh ra, nhưng lực lượng linh hồn ta trong cơ thể ngươi thì lại không thể duy trì quá lâu, nhanh chóng giải quyết đi. Thiên Hỏa Tôn giả đột nhiên nói lên nhắc nhở Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm hít sâu vào một hơi rồi nhẹ nhàng gật đầu. Hít sâu một hơi, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên là cái hỏa ấn ở ngay trán, rồi bấm tay một cái. Một cái dị hỏa màu trắng đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện. Cốt linh lệnh hỏa vừa xuất hiện thì ngọn hỏa diễm màu xanh biếc ở tay Tiêu Viêm cũng phân mở ra, hóa thành vẫn là tâm viêm cùng với thanh liên địa tâm hỏa. Ba loại dị hỏa này phiên phù trước người của Tiêu Viêm rồi lại nhảy vào nhau. Ba ngọn hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt một luồng lực lượng đáng sợ từ từ tràn ra. Ba loại dị hỏa, làm sao có thể?
Nhìn thấy trước mặt Tiêu Viêm lại có ba ngọn hỏa diễm, ba vị trưởng lão chưa từng có dao động lớn cũng biến sắc nhanh vô cùng, khó tin thất thanh nói. Tiếng kêu sợ hãi vừa phát ra thì trưởng lão Trường Mi cũng âm trầm hơn rất nhiều, ánh mắt cùng với hai người bên cạnh nháy một cái rồi mạnh mẽ cắn răng, thủ ấn của ba người cũng bắt đầu thay đổi. Theo như sự biến đổi cấp tốc của thủ ấn thì lôi trụ toát ra trên đỉnh đầu của bọn họ cũng càng ngày càng nhiều hơn, mà tiếp thu nhiều đấu khí lôi thuộc tính khổng lồ như thế thì lôi vân ở trên bầu trời cũng dường như biến thành một con mãnh thú thời kiên cổ. Phát ra những âm thanh trầm thấp làm cho da đầu của người khác phải rung lên, một cổ năng lượng cực kỳ cuồng bạo cũng nhanh chóng được hình thành. Mà ngay khi cổ năng lượng cuồng bạo đó được hình thành thì sắc mặt của ba người trưởng lão cũng trắng dần đi. Ba loại dị hỏa chậm rãi dung hợp ở trong bàn tay Tiêu Viêm, mà trong quá trình dung hợp thì một tia lực lượng hủy diệt cũng lặng yên thẩm thấu ra, làm cho không gian quanh thân Tiêu Viêm xuất hiện một cái khe màu đen, khi lưu xung quanh giờ phút này cũng cuồng loạn cả lên. Lấy trạng thái hiện giờ của Tiêu Viêm thì dung hợp ba loại dị hỏa cũng không khó khăn, bởi vậy chỉ ngắn ngủi mấy phút sau thì một cái hỏa liên tam sắc to bằng cái miệng bồn cũng chậm rãi hiện ra trong bàn tay còn lại. Hỏa liên tam sắc từ từ xoay tròn như bánh xe, mà mỗi một lần xoay tròn thì làm cho không gian ở chung quanh xuất hiện thêm vài cái khe màu đen nhánh. Tiêu Viêm đem cái thứ này ném vào trong nơi vân kia, nơi đó chắc là mắt trận của cả đại trận. Chỉ cần nơi đó vừa vỡ thì ba lão giả này sẽ lập tức bị trọng thương, thậm chí mấy người cách trận ở ngoài cũng sẽ bị phản vệ. Ngay lúc hỏa liên được hình thành thì âm thanh của thiên hỏa tôn giả cũng vang lên trong tai. Nghe vậy, bàn tay của Tiêu Viêm liền động một chút rồi đó hỏa liên tam sắc đó cũng xoay tròn bay phút ra, mà mục tiêu của nó đúng là cái lôi vân ở trên bầu trời kia. Nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm thì sắc mặt của ba người trưởng lão lại lần nữa biến đổi, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, ba ngụm tinh huyết phun ra, hét ầm lên. Cửu thiên lôi ngục, lôi thần chi nộ, ầm! Theo tiếng quát của ba người thì trong lôi vân đó nhất thời truyền ra một tiếng nổ vang kinh thiên, tốc độ cuồn cuộn cũng chậm rãi đình chỉ. Chợt một đạo ánh sáng xuất hiện, một cái lôi điện hoàn toàn được cô động lại, khổng lồ hơn 10 trượng phá vỡ lôi vân thành đấm quyền đánh ra. Một đấm vừa xuất ra thì cả toàn bộ bầu trời ở trên thành cũng nổ vang lên, dường như là tan thành từng mảnh, tiếng ầm ầm vang lên không ngừng nghỉ, thậm chí mặt đất trên đường phố cũng ầm ầm vang ra, lộ ra một cái nắm quyền cực lớn mang theo lôi điện có ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Chiếc cổ thanh thế đó dường như những gì che chắn trước mặt nó đều sẽ trong khoảnh khắc bị là hủy diệt đi. Nhưng mà dưới quyền phong kinh khủng đang phủ xuống kia thì một luồng sáng ba màu lại không bị chút ngăn trở nào bắn thẳng đến. Hình thế này tuy nhỏ nhưng mà bên trong lại tràn ra lực lượng hủy diệt, lưu lại một đường dài ngay trong không gian. Có lẽ một quyền lôi điện này đã tiêu hao nhiều năng lượng, cho nên là lôi đình ở bốn phía cũng đã giảm bớt đi rất nhiều. Vì thế thoáng chạm nhau kinh thiên này đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người trong Thiên Bắc Thành. Mà dưới vô số ánh mắt kinh hãi đó, quyền kinh lôi điện khổng lồ rốt cuộc cũng là cùng đó hỏa liên bé nhỏ chạm vào nhau. Một thoáng này, cả thiên địa dường như được tĩnh lặng. Khoảnh khắc va chạm, thiên địa chợt tĩnh lặng, ngàn vạn giọt mưa giăng giăng đầy trời cũng dừng cả lại, lững lờ giữa thinh không. Rồi một cuồng sáng chói lọi rực rỡ như một vầng mặt trời chợt mọc, đột ngột bùng lên, cường lực quang mang trong nháy mắt đã chiếu sáng cả không gian, soi tỏ cả phiến mây đen đang vần vũ mờ mịt. Quần sáng cực mạnh này tựa như mặt trời nóng rực vừa nhú ở đằng đông. Lôi điện ầm ầm gào thét như lôi thần phẫn nộ, ầm ì vang vọng liên miên bất tận. Thế nhưng lặng lặng đã có từ trước. Từ bên trong vụ nổ kinh thiên động địa ấy xuất hiện một bông sen lửa ba màu, va thẳng vào lôi điện khổng lồ, vô số những tia sáng bạc mà mắt thường có thể nhìn thấy được lóe lên, hai luồng năng lượng cực độ đáng sợ cứ như thế lặng im, cắn nuốt lẫn nhau. Dưới sự cắn nuốt sâu xé nhau giữa luồng năng lượng kinh khủng đó, một cái lỗ đen đường kính ước chừng nửa thước đột ngột hiện ra, không gian xung quanh dường như không chịu nổi áp lực, đã bắt đầu rạn nứt chằng chịt, lỗ đen từ từ mở rộng hơn trượng, dưới vô số ánh mắt khiếp hãi. Lỗ đen không gian càng lan rộng, bàn tay lôi điện khổng lồ và bông sen lửa ba màu kia càng chấn động mãnh liệt hơn. Từng luồng sét quằn quèo như rắn bạc theo bàn tay to lớn kia cuồn cuộn đầy trời như muốn mạnh mẽ đẩy lui bông sen lửa. Còn đóa hỏa liên với sự tấn công điên cuồng đó vẫn lẳng lặng xoay tròn chậm rãi, hừng hực toát ra những lưỡi lửa ba màu mơ hồ bao bọc lấy những con rắn bạc đó thong thả cắn nuốt. Hỏa liên chậm chậm xoay tròn, mỗi lần nó xoay một vòng, bàn tay lôi điện mơ hồ nhạt đi một chút, sắc mặt bọn Trường Mi trưởng lão cũng tái đi càng nhiều. Lực lượng mang tính hủy diệt của hỏa liên làm cho sâu trong linh hồn họ cũng vang lên những âm thanh răng rắc đầy kinh khủng.
Chứ vô số ánh mắt chầm chầm quan sát, tam sắc hỏa liên đột ngột xoay tròn nhanh dần, khiến cho Lôi Quyền cự đại càng lúc càng ảm đạm. Rồi đột ngột, dưới ánh mắt khiếp hãi của bọn Trường Mi trưởng lão, vô số những khe nứt chằng chịt lan ra đến Lôi Quyền, khiến nó phát ra vài tiếng răng rắc rồi ngay lập tức vỡ tung, tóe thành là vô số điểm sáng màu bạc nho nhỏ. Đại trận kết hợp uy lực như thế, đám Trường Mi trưởng lão dốc toàn lực như thế mà cư nhiên vẫn không chịu nổi sự khủng bố của hỏa liên. Nếu lấy thực lực bản thân Tiêu Viêm thì triển tam sắc hỏa liên thì khó mà đạt được hiệu quả như vậy. Nhưng bây giờ, hắn đang mượn lực lượng của Thiên Hỏa Tôn giả, thực lực hiện tại cực kỳ kinh khủng, thì triển tam sắc hỏa liên uy lực vô cùng đáng sợ. Bởi vật độ hỏa liên vốn tăng trưởng theo trình độ của Tiêu Viêm, thực lực hắn tăng bao nhiêu thì đấu kỹ cũng cường hạng vô bì bấy nhiêu. Chỉ cần lực lượng của Tiêu Viêm không ngừng nâng cao thì uy lực của Phật Nộ Hỏa Liên cũng sẽ không ngừng lớn mạnh, càng ngày càng trở nên lợi hại. Phục! Lôi Quyền cửa đại nổ tung thành tro bụi, bọn Trường Mi trưởng lão cũng nhất tề phun máu. Ánh mắt tràn ngập kinh hãi, mấy lão già này không thể ngờ được, hợp lực của ba người họ lại thêm cả cửu thiên lôi ngục trận trợ. Mà vẫn không thể nào chống đỡ nổi, đóa sen lửa khủng khiếp kia của Tiêu Viêm. Lôi Quyền to lớn tan nát, đóa sen lửa ba màu cũng nhợt nhạt hẳn đi, nhưng vẫn không hề tiêu biến, mà ngay lập tức hóa thành một vệt sáng vuông vút xuyên qua mây đen mà đi. Trường Mi trưởng lão thấy vậy rung lên bần bật, vội vã kết xuất ở thủ ấn, vài đạo lôi trụ thô to từ trong mây đen tức khắc bắn ra, xông thẳng vào hỏa liên. Luồng sát to lớn đánh mạnh vào bông sen lửa, nhưng vẫn không cách nào làm cho nó dừng lại hẳn. Từng lưỡi lửa nhỏ như đầu ngón tay quét ra, trực diện đón nhận lôi trụ, đốt nó thành hư vô, khiến vô số người phải kinh hồn thất sắc. Sấm sét liên miên nhưng không làm sao chống đỡ nổi hỏa liên, sen lửa vẫn bốc cháy ngùn ngụt, tạo thành một vệt sáng rực kéo dài trên không trung, đâm thẳng vào trong lôi vân. Thiên Cương Đường triệt trận. Nhìn hỏa liên đâm thẳng vào lôi vân, Trường Mi trưởng lão co rụt con ngươi, kinh hãi thét lớn. Ăn. Tiếng thét còn chưa tiêu tan, những cường giả của Phong Lôi Các còn chưa kịp hoàn hồn, đã nghe vô số những âm thanh vang dội rung trời chuyển đất từ trong đám mây truyền ra. Biển lửa ngập trời, sóng lửa cuồn cuộn lan tràn, dưới lực trùng kích kinh hồn của tầng tầng sóng lửa, lôi vân chỉ cầm cự được trong phút chốc thì tức thì tan vỡ, lộ ra một tia lôi điện thật nhỏ. Lôi vân này chính là do những cường giả của Phong Lôi Các phối hợp với đấu khí của bọn Trường Mi trưởng lão tạo thành. Vì thế bọn họ lập tức bị ảnh hưởng, thổ huyết đương trường, sấm chớp vốn đang tràn ngập không trung, tức thời biến mất. Vô số những âm thanh vang vọng tại từ phía thiên thành, kiến trúc trong thành đang rùng rùng, nứt nẻ rồi sụp đổ. Hàng loạt người đứng trên đó té ngã rơi xuống. Đồng loạt trào máu, người trong thiên thành toát mồ hôi lạnh, màn mưa trắng xóa đất trời trong phút chốc bị biển lửa thiêu đốt tiêu tan vô ảnh. Vạn dâm sáng trong không một cơn mây. Trời ạ, ngay cả ba đại trưởng lão Phong Lôi Các xuất thủ bày ra cửu thiên lôi ngục trận cũng không vây được hắn sao? Tên Tiêu Viêm này quả thật khủng khiếp. Lấy sức một người chống lại ba đại trưởng lão của Phong Lôi Các và hàng loạt cường giả như thế, nhất định hắn sẽ nổi tiếng toàn Bắc Vực cho mà xem. Ha ha, thật sự thống khoái à. Lần này cất công đi tới đây, quả thật là không uổng phí. Bình sinh trong những người trẻ tuổi mà ta từng gặp, chỉ sợ không có ai là đối thủ của tên Tiêu Viêm này cả. Nghe xong, Lôi Phong Lôi Các có Phượng Tiểu Thư, thiên phú tu luyện kinh thế hải tục, là nhân quyển số 1 của cho vị trí đứng đầu Đông Các Cường Đại. Nếu nàng ta xuất thủ có đánh bại Tiêu Viêm không nhỉ? Khi trong thành vang lên trận trận âm thanh rì rầm bàn tán thì trên bầu trời đám ba người trưởng lão Trường Mi thân thể cứng đờ, mặt mày trắng bệch, hơi thở suy yếu, lôi vân bị đánh tan. Đối với bọn họ mà nói đã tạo thành tổn thương quá lớn. Rút lui thôi! Trường Mi trưởng lão bàn tay run rẩy, mất một lúc mới nghiến răng quát khẽ. Đã bước ta ra tay khổ chiến như vậy, các ngươi còn định để ta quay về tay không nữa sao? Tiêu Viêm cười nhạt, nhãn thần ngưng trọng, một cổ linh hồn lực bàn bạc che phủ đất trời tức thì xuất hiện, trong nháy mắt xuyên qua không gian, dùng mạnh ập vào trong thân hình vốn đang vô cùng suy yếu của ba người Trường Mi. Thân thể đã rã rời hết mức, lại chấn thương nặng nề, thì ba người Trường Mi trưởng lão làm sao chống đỡ nổi, lập tức lại phun máu. Bắn ngược ra sau, nạp giới trên bàn tay cũng bị chấn văng ra, được linh hồn lực của Tiêu Viêm bao bọc lấy kéo về phía hắn. Nhìn thấy nạp giới bị đoạt, Phong trưởng lão giận dữ vô cùng, định há miệng gào thét gì đó thì Trường Mi trưởng lão mặt mũi âm trầm đã giơ tay ngăn chặn. Cháy! Một tiếng quát chói tai vang lên, chút đấu khí còn sót lại trong cơ thể ba người nhất tề phát ra, hóa thành ba đạo lôi quang, phân ra làm là ba hướng chạy khỏi thiên thành, trong phút chốc đã mất hút nơi chân trời.
Yên lặng như đám trường mi trường lão bỏ chạy, Tiêu Viêm khẽ giơ tay chộp lấy ba cái nạp giới. Không phải hắn không muốn diệt sạch ba lão già này, mà vì bọn họ lúc nào cũng dính chặt như Sam, muốn bước họ đến tình trạng đó chỉ sợ là cá chết lưới rách, được không bằng mất. Hắn đủ ra sức đánh chết bọn họ, nhưng cái giá phải trả nhất định sẽ rất lớn. Khẽ đưa mắt liếc nhìn ba cái nạp giới, Tiêu Viêm nâng tay lên, mượn linh hồn lực của Thiên Hỏa Tôn giả mà xóa đi toàn bộ những ấn ký linh hồn trong đó. Linh hồn ấn ký tiêu tan thì linh hồn của Tiêu Viêm cũng liền xâm nhập. Sau một thoáng, trên tay hắn bỗng xuất hiện ba quyển trục lấp lánh ánh bạc tỏa sáng. Quả nhiên là mấy lão gia hỏa này cất giữ. Ba cái quyển trục màu bạc này hoàn toàn giống với quyển trục mà hắn lấy được từ Trầm Vân. Thậm chí những đường nét hoa văn đều giống nhau như đúc. Hiển nhiên ba quyển trục này cũng là một phần trong Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Không biết nếu kết hợp với quyền của hắn thì sẽ có thể trở thành một bộ hoàn chỉnh hay không. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm có chút khẩn trương, nhưng hắn cũng không dạy gì mà ở đây mà thử. Khẽ lật tay cất bao quyển trục đó vào nạp giới, Tiêu Viêm quắc mắt như mặt trời rực lửa, âm trầm chậm rãi hướng đến chỗ Hồng Thiên Khiếu đang giằng co với khôi lười địa yêu ở đằng xa. Đối với lão gia hỏa này, Tiêu Viêm vô cùng chán ghét. Hắn biết tin tức Trầm Vân bị giết hắn giết là do lão già này truyền ra, Phong Đôi Cát nắm tin tức của hắn cũng từ lão già này. Hôm nay tuy hắn không giết được đám ba người Trường Mi trưởng lão, nhưng riêng lão già Hồng Thiên Khiếu này nhất định phải chết. Hồng Thiên Khiếu đang giao chiến với khôi lội địa yêu ở đằng xa, lúc này cũng đã nhận thấy được đám Trường Mi trưởng lão bỏ chạy, mặt mũi vô cùng khó coi rủa thầm. Ba lão rùa đen chết tiệt, khốn kiếp! Lòng rít gào giận dữ, Hồng Thiên Khiếu vừa xuất chiêu mạnh mẽ đẩy lùi khôi lội địa yêu ra, thì lập tức cảm giác được một ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sát ý từ xa nhìn chằm chằm vào lão. Nhận thấy sự thù địch trong ánh mắt kia, Hồng Thiên Khiếu mặt mày trắng bệch, một miệng méo xệch, bỗng dưng lão chợt nhận ra một chuyện là lão đã chọc đến đối thủ đáng sợ như thế nào. Đấu khí đỏ rực như ngọn lửa tản ra nhiệt độ nóng bỏng bao bọc Hồng Thiên Khiếu bên trong. Đại đao dài hơn trượng trong tay lão mạnh mẽ huy vũ phát ra tiếng gió rít gào, mang theo đao mang bóng ve cháy, mãnh liệt chém mạnh vào thân thể của khôi lội địa yêu. Choang choang, dưới sức lực toàn thân của Hồng Thiên Khiếu, lưỡi đao hung hăng chém đến địa yêu, khiến cho thân thể màu bạc cũng phải xuất hiện những vết thương nhưng lại không có chút máu tươi nào. Đối với loại thương thế này, địa yêu cũng không thèm chú ý. Nắm tay chợt phát ra những tiếng nổ trầm thấp đấm thẳng vào người Hồng Thiên Khiếu, làm cho lão phải chật vật né tránh. Lão dù sao cũng không có tấm thân vô cảm như địa yêu, chẳng biết đau đớn là gì cho được. Liếc mắt nhìn về phía Tiêu Viêm đang chậm rãi đạp bước hư không mà đến, vẻ mặt khó coi của Hồng Thiên Khiếu lại càng thêm âm trầm. Lão gầm lên một tiếng, đại đao trong tay múa lên như là cuồng phong, đao mang sắc bén chém bật bàn tay của địa yêu ra. Hỏa toái đao, đấu khí đỏ rực điên cuồng ngưng tụ trên thanh đại đao. Hồng Thiên Khiếu trợn mắt lạnh lùng hung hăng chém xuống, đao mang xé toạc không gian bổ nhập vào vai của địa yêu, nhất thời ngay chỗ lưỡi đao đỏ rực ăn sâu vào chừng nửa thốn, khói trắng mù mịt bốc ra. Binh binh, đối với công kích này, cặp mắt của địa yêu vẫn vô hồn như trước, mặc kệ đại đao trên vai, nắm tay bạc co lại rồi tung ra nện vào lồng ngực Hồng Thiên Khiếu. Một quyền mạnh mẽ đã chán tới, lực đạo vô cùng khủng khiếp ào ào tung ra, Hồng Thiên Khiếu không nhịn nổi phải rên lên một tiếng, toàn thân chấn động liên tục lùi bước, nghiến răng nuốt xuống một ngụm máu tươi đang chực chờ trào ra. Dám đả thương khôi lợi của ta sao? Chết đi! Cước bộ vừa mới ổn định, Hồng Thiên Khiếu chưa kịp biến chiêu thì một âm thanh lạnh lùng băng giá đột ngột từ phía sau vang lên. Âm thanh vừa truyền vào tai, đồng tử Hồng Thiên Khiếu đã co rụt lại, vội đưa mắt nhìn về phía Tiêu Viêm đằng trước, chỉ thấy đạo đạo tàn ảnh đang từ từ tiêu tán. Nhìn những tàn ảnh kia tan đi, trong lòng lão chợt không rét mà run, còn chưa kịp phản ứng thì ngay sau đó một đạo kình phong mãnh liệt kinh hồn đã ập đến từ phía sau. Lòng vô vàn kinh sợ, Hồng Thiên Khiếu vội vã xoay người, đại đao rực lửa trên tay ngưng tụ toàn bộ đấu khí trong người không do dự chém mạnh xuống. Rét! Đao mang sắc bén một đường thẳng băng chém xuống và chạm thẳng vào một cái linh hồn khí toàn pháo cự đại, khiến cho nó thoáng ngừng lại. Khi mà cánh tay Hồng Thiên Khiếu còn đang run rẩy thì linh hồn khí toàn pháo đã ầm ầm nổ tung. Bình bình, lãng khí vô hình khuếch tán, rốt cuộc cũng chấn cho Hồng Thiên Khiếu phục máu, không thể nín nhịn, là bất chấp máu tươi tuôn chảy, vội vàng mở miệng. Tiểu Viêm tiểu huynh đệ, đây vốn là ân oán của huynh đệ với Phong Đôi Cát mà, còn quan hệ đến lão phu cũng bị bọn họ ép bức thôi. Lão nghĩ ta tin sao? Tiểu Viêm nhìn Hồng Thiên Khiếu trên mặt toát ra vẻ châm chọc nhàn nhạt, lão gia hỏa này trốn tránh trách nhiệm cũng thật là nhanh. Hồng Thiên Khiếu thấy biểu hiện của hắn như vậy lập tức biến sắc, nhãn châu xoay chuyển vội vã cướp lời. Tiểu Viêm tiểu huynh đệ, việc này quả thật do Hồng gia chúng ta không đứng trước, chỉ cần ngươi mở miệng, Hồng gia ta tuyệt đối cam tâm tình nguyện bồi thường tổn thất mà. Tiểu Viêm đột nhiên dừng chân, tỏ vẻ quan tâm. Bồi thường sao?
Nhìn thấy Tiêu Viêm tự hồ có chút hứng thú, Hồng Thiên Khiếu trong bụng mừng thầm, vội gật đầu, tuy nét mặt thành thành khẩn khẩn, nhưng mà lòng âm thầm mắng chửi hắn không thôi. Nghe lão gia hỏa Ngô Lôi nói lúc trước, lực lượng mà tên tiểu tử này có được là tới từ một cái linh hồn. Như vậy, chắc hẳn hắn không thể nào giữ nguyên trạng thái này quá lâu được, không bao lâu hắn sẽ suy yếu dần, đến lúc đó ta một kích là giết chết tươi. Tên tiểu tử này hại Hồng gia ta quá thảm, mà hắn cũng không phải là kẻ nhân từ gì, Hồng gia muốn hòa giải với hắn tất không dễ dàng, thằng nhóc này phải giết. Vô số ý niệm oán độc xoay chuyển trong đầu lão, nhưng vẻ mặt của Hồng Thiên Khiếu lại tươi cười, nhũn nhặn không chút kiêu căng. Ha ha, chỉ cần Tiêu Viêm huynh đệ có ý định này, Hồng gia ta nhất định tận sức, chỉ cần có thể hóa giải ân oán giữa chúng ta, đến lúc đó hóa thù thành bạn, không chừng lại trở thành bằng hữu đó. Tiêu Viêm làm như trầm tư suy nghĩ một lát sau mới gật đầu. Có vẻ theo lời Hồng lão tiền bối là tốt nhất. Hắn còn đang chưa dứt lời, nhãn thần đột nhiên lạnh lẽo, Hồng Thiếu Thiên thầm hô không ổn, chưa kịp động thân thì một quyền thật mạnh đã tống tới, kinh phong rít lên ào ào. Tiêu Viêm, tiểu tử hỗn đản, dám lừa lão phu. Cảm thụ quyền phong như gió lốc từ sau đánh tới, Hồng Thiên Khiếu nổi giận đùng đùng, gầm lên một tiếng, đại đao trong tay chém ngược ra sau, choang một tiếng liền đụng ngay vào tay của Địa Yêu. Thế nhưng khôi lỗi này không hề lùi lại mà còn bước về trước một bước, song thủ mở rộng ôm chặt lấy Hồng Thiên Khiếu. Tứ chi bị khóa chặt, Hồng Thiên Khiếu nhất thời kinh hoảng, điên cuồng vùng vẫy, đấu khí đỏ rực từ trong cơ thể như núi lửa phun trào. Thế nhưng Địa Yêu dưới lệnh của Tiêu Viêm vẫn gắt gao kiềm chế lão, mặc kệ đấu khí nóng bỏng thiêu đốt. Muốn giết ta sao? Lão phu cũng không để các ngươi toàn nguyện dễ dàng như vậy. Bị Địa Yêu phong tỏa, biết Tiêu Viêm cũng có ý định diệt trừ mình, Hồng Thiên Khiếu trong mắt long lên sòng sọc, đấu khí trong cơ thể cuộn cuộn sôi trào. Nhất thời một cỗ lực lượng cuồng nộ ào ạt tuôn ra, xem dáng vẻ có lẽ lão gia hỏa này muốn tự bạo rồi. Dường như sớm đoán được Hồng Thiên Kiếu sẽ có bước này, Tiêu Viêm thân hình như quỷ mị lướt tới, đấu khí trong cơ thể vận chuyển, nhãn thần lạnh lẽo, bích lục hỏa diễm phừng phừng bốc lên trên tay. Rồi như một lưỡi dao nhọn, hung hăng đâm tới. Xoẹt! Một âm thanh cực nhỏ vang lên từ trên người Hồng Thiên Khiếu, khiến lão cứng đờ toàn thân, chậm rãi khó nhọc cúi đầu nhìn trên ngực, nơi đang có một bàn tay rực lửa xuyên suốt qua. Trong mắt lão, ấn độc điên cuồng từ từ dâng lên rồi bất chợt ngừng hẳn. Một kích đoạn đi sinh cơ của Hồng Thiên Khiếu, Tiêu Viêm vẫn lạnh lùng đưa tay lên thiên linh cái của lão. Hùng hăng chộp xuống một trảo, một linh hồn mờ nhạt theo đó lập tức bị lôi ra. Tiểu tập chủng Tiêu Viêm, hôm nay lão phu cùng chết với mi. Linh hồn mờ nhạt của Hồng Thiên Khiếu vừa bị lôi ra, oán độc rống giận, nhưng nó còn chưa kịp tự bạo thì một cỗ linh hồn lực khác đã dũng mãnh thoát ra từ trong cơ thể Tiêu Viêm, bàng bạc bao phủ toàn bộ, chích thẳng vào Hồng Thiên Khiếu. Ngay lập tức, linh hồn của Hồng Thiên Khiếu càng lúc càng mờ đi, thần trí trong mắt cũng dần dần thất tán. Linh hồn công kích vô cùng nguy hiểm, có một chút ý thì cũng không phải thần trí của đối phương bị thương, mà là chính thần trí của mình sẽ bị hại. Có điều Tiêu Viêm hôm nay mượn lực lượng linh hồn của Thiên Hỏa Tôn Giả cường đại hơn rất nhiều so với Hồng Thiên Khiếu, nên lần công kích này trực tiếp chấn cho linh hồn của lão tan biến đi rất nhiều. Nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của linh hồn Hồng Thiên Khiếu, Tiêu Viêm đưa tay nắm lấy, lực lượng linh hồn mênh mông trong cơ thể như thủy triều ùa vào, một hơi như cướp núi quét sạch đám tàn trí còn sót lại. Khi những thần trí còn sót lại này đã tan biến hoàn toàn, Tiêu Viêm mới lấy ra một cái bình ngọc, đưa linh hồn Hồng Thiên Khiếu vào đó, vô hình hỏa diệm lại hiện lên, phong kín miệng bình. Một linh hồn đấu tông ngũ tinh và thân thể, xem ra lần này thu hoạch cũng không tệ, nếu có thêm một ma hạch thất giai, liền có thể luyện chế được một con khôi lỗi nữa, dĩ nhiên cần phải có chút may mắn. Khẽ vứt tay hút thi thể đang dần lạnh đi của Hồng Thiên Khiếu vào trong nạp giới, Tiêu Viêm nhíu nhíu mày lẩm bẩm. Lần giao thủ này vốn ở trên không trung thiên thành, khiến cho vô số người nhìn thấy kết cục của Hồng Thiên Khiếu mà âm thầm nuốt khan. Tên tiểu tử này thủ đoạn quá sức ngoan độc, Hồng gia dưới tay hắn cơ bản là tiêu đời nhà ma rồi, mất đi lão tổ thủ hộ, thực lực Hồng gia nhất định sẽ tuột dốc không phanh. Một gia tộc từng vô cùng hiển hách ở thiên thành nay triệt để suy sụp dưới tay Tiêu Viêm. Hồng gia, Hồng gia, lần này các ngươi đã phải thiết bản rồi. Trên bầu trời, Tiêu Viêm sau khi thu dọn tàn cục cất Địa Yêu đi, liền phóng mắt nhìn về hướng Tàn gia. Sau đó thân hình cũng từ từ tiêu biến, đứng trong một tiểu viện tịch mịch nằm sâu trong trang viên của Hàn gia. Hàn Tuyết nhìn Tiêu Viêm rời đi mà cười hớn hở. Nàng đang định thi triển đấu khí hóa cánh bay lên thì một âm thanh chậm rãi vang vọng. Sau này, Phong Lôi Các hẳn sẽ không dám gây khó dễ đối với Hàn gia nữa. Chỉ cần bên ngoài ta còn tồn tại, Hàn gia sẽ vẫn bình an vô sự. Nghe thanh âm này, Hàn Tuyết và Hàn Nguyệt quay phát lại. Mới nhìn thấy người thanh niên vừa biến mất lúc nãy đã đứng đó từ bao giờ, Hàn Tuyết trong lòng loạn nhịp tiến lên hai bước, mặt hoa khẽ ủ rũ. Huynh đi sao? Sau này sẽ không trở về đây nữa. Tiêu Viêm cười cười. Ta đắc tội với Phong Lôi Cát, nếu lộ ra quan hệ với các người chỉ càng làm cho sự việc càng nghiêm trọng hơn.
Cứ chờ đến khi nào mà ta có đủ lực lượng không cần phải ngán Phong Lôi Các nữa thì ta nhất định sẽ trở lại Hàn gia. Hy vọng đến lúc đó các ngươi đừng có đuổi ta đi là được. Hàn Tuyết răng ngọc cắn môi ngọc, thân thể mềm mại khẽ run rẩy như là sắp ngất đi. Nàng mơ hồ có cảm giác hôm nay chia tay, ngày sau có thể thật khó mà gặp lại. Hàn Nguyệt than nhẹ tiến lên ngang người Hàn Tuyết, nhìn Tiêu Viêm nhỏ nhẹ kính cẩn. Tiêu Viêm, cảm ơn huynh, ân tình này Hàn gia khắc cốt ghi tâm. Hàn Nguyệt học tỷ khách khí rồi, ta chỉ giải quyết một chút mâu thuẫn do mình tạo ra mà thôi. Tiêu Viêm cười khẽ, rồi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Hàn Tuyết, than thầm trong lòng, chắp tay lại. Thầy ta gửi lời chào đến Hàn Trùng đại ca. Các người chính là những người bằng hữu đầu tiên mà Tiêu Viêm này kết giao từ khi đặt chân đến Trung Châu. Cáo từ, hẹn ngày, bái nạm. Thân hình của Tiêu Viêm khẽ lay động rồi chậm rãi tan đi. Ngơ ngẩn nhìn nơi Tiêu Viêm vừa đứng. Lời còn đó mà người nay đâu, lòng Hàn Tuyết quặn thắt, nhìn không được nhào vào lòng Hàn Nguyệt khóc nức nở. Tại cửa viện, Hàn Không vội vã xuất hiện, bất quá chỉ thấy ngoài Hàn Tuyết đang ôm Hàn Nguyệt khóc lóc ra, không còn ai cả, đành thở dài đưa mắt nhìn lên trời xa, lẩm bẩm. Tiêu Viêm tiểu hữu, ân tình này, Hàn gia ta, tâm lĩnh, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ hồi báo tận tình.